Thôi bà ơi, tôi thấy tình hình này không ổn. Nó ăn như vậy đó, mình nuôi nó không nổi đâu. Thì tôi nói có sai đâu, phải cho nó đi ở rể bên nhà ông bá hộ tâm, bên làng Thiện Phiến thôi. Hôm nọ ông ấy đã bắn tiếng, thấy nó sáng láng, khỏe mạnh lại siêng học, mà ông bà ấy sẵn sàng nhận nuôi. Bao giờ đổ nghè thì ông bả sẽ gả con gái cho. Ông bá hộ tâm á, nhà giàu nước đố đổ vách, con ổng á mới vợ mai nuôi nổi thằng con nhà mình. Tôi nghe ai cũng nói là thằng Hổ nó siêng học lắm, vậy mà từ khi nó về ở rể bên nhà tôi tới giờ, không biết sao mà mỗi lần nó ăn xong là nó lăn ra nó ngủ à. Tôi không có thấy nó học một chữ nào hết đó anh. Ủa sao lại vậy? Tôi với anh á là chỗ bạn bè quen biết, nhưng mà bà nhà của tôi thì tôi cũng khó xử quá anh à. Vậy anh cho tôi hỏi, mỗi bữa anh cho thằng Hổ ăn bao nhiêu? Thì tôi cũng biết tiếng nó rồi, cho nên mỗi bữa ăn á, tôi cũng đã dặn là nấu riêng cho nó một nồi. Cái loại nồi mà 5 người ăn đó, có ít gì đâu. À, vậy mà nó ăn loáng một cái á, là sạch hết. Vậy nó không học là phải rồi anh. Ủa sao vậy anh? Anh coi nhà tôi nghèo vậy nè, mà mỗi bữa ăn của nó phải nấu cái nồi 7 người ăn, mà cứ 3 ngày là phải đổi nồi. Ủa, tại sao lại phải đổi nồi? Thì nó cạo quá, lủng nồi chứ làm sao. À, thì ra là vậy. Rõ ràng là nhà mình vô phước. Tốt phước lắm mới chọn được con rể này đó. Mỗi bữa bà cho nó ăn cơm nồi 7 chưa? Sao lại chưa? Từ nồi 5 lên nồi 7 mới thấy ổng cầm được cuốn sách. Mà giỏi lắm á, học được vài chữ thôi rồi lăn ra ngủ tiếp đó. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Ông chọn hay quá, chọn nhầm cái đồ ăn hại, chả làm nên một cái tích sự gì hết. Bà đừng có lo, nó có sức ăn hơn người, chắc là phải có tài cán gì hơn người chứ. Nếu vậy á, thì sẵn có mấy mẫu ruộng quan đó, ông kêu nó làm cỏ phát quan thử coi có làm nổi không. Hay là lưng dài vai rộng, ăn xong rồi lại ngủ. Thôi được rồi, để ngày mai tôi biểu nó làm, bà cứ cằn nhằn hoài. Dạ, cha với mẹ muốn con phát cái đám cỏ ngoài ruộng hả cha? Vậy cũng được thưa cha. Chỉ cần là cha nói với mẹ là ngày mai nấu nhiều cơm một chút cho con nha cha. Con sẽ làm xong ngay ạ. Ta quen biết gia đình con đã lâu rồi, biết cha mẹ con á, là người hiền lành, nhân ái, cho nên mới kết tình xuôi gia. Nhưng mà từ khi con về nhà này tới giờ, mẹ con chỉ thấy con ăn và ngủ không à, không có làm chuyện gì hết á, cho nên mẹ con cứ cằn nhằn cha hoài. Dạ thưa cha, nói thiệt với cha là cái nết con từ nhỏ tới lớn nó như vậy đó cha.
Mỗi lần con ăn no vô là con buồn ngủ díp cả mắt luôn đó cha. Mà khi con nó bụng nha, con càng buồn ngủ hơn nữa đó cha. Nhưng cha, kể từ ngày mai á, nếu mà nhà có chuyện gì á, cha với mẹ cứ kêu con sẽ làm xong ngay vậy. Ừ, vậy ngày mai á, con ráng dọn cỏ của mấy miếng ruộng quang đi nha, để cho mẹ con khỏi cằn nhằn nữa mà. Dạ được thưa cha, cha yên tâm đi. Dạ. Nhưng mà cha, cha nhớ nói với mẹ là nấu cơm nhiều nhiều một chút cho con ăn nha. Mẹ con đã nấu nồi bảy rồi mà con ăn cũng chưa no nữa hả con? Dạ. Thôi được rồi, để cha nói mẹ con nấu thêm cho con ăn. Dạ. Nhưng mà nè, phải ráng mà làm đó nha. Để không thôi á, bà cứ nhai mấy cái lỗ tai của cha hoài, mệt lắm. Mà nè, bao nhiêu ruộng đó, con nhắm làm hết tuần này á, xong không con? Gì mà cả tuần lận cha, con làm tới chiều là xong mà. Con nói làm sao? Bao nhiêu ruộng đó mà con làm một ngày là xong hả? Con nói thiệt mà cha, cha có việc tin con đi. Dạ chào cha. Bao nhiêu ruộng đó, bây giờ phải thuê cả chục thợ. Nếu mà làm giỏi cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới xong. Vậy mà nó nói nó làm xong một ngày à? Ngày mai mà nó làm không được, phải tìm cách đuổi nó về nhà mới được. Chứ cái thứ vừa lười mà vừa nổi như vậy thì làm sao mà làm rễ nhà này được chứ. Trời đất ơi, mới đó mà nó ra ngoài nó ngủ nữa rồi. Ê, khổ thiệt mà. Anh không nghỉ ngơi đi. Anh không sao đâu, em đừng có lo. Khoan đã, vợ tương lai của anh ơi. Anh cảm ơn em suốt thời gian vừa qua đã tận tình chăm sóc anh. Anh hứa là sau này anh đổ tràn nguyên, anh sẽ chỉ cưới em làm vợ thôi, không cưới một đàn hầu nào khác đâu. Ai mà biết sau này có còn giữ lời hứa hay không. Người ta hay nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học chữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mà em biết là anh có giữ lời hay không? Em không tin anh. Nếu như không tin, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Trời, anh mà nhịn đói là anh chịu không có nổ rồi đó. Anh mà đói đó hả? Nhìn thấy ghê, ôm nhôm ôm nhách, thấy ghê lắm. Thôi thôi, em tin là anh nói rồi. Mà anh đó, cũng đừng có thức khuya như vậy, tổn hại sức khỏe lắm đó. Thì ban ngày anh ngủ rồi, buổi tối anh phải thức học bài chứ. Nhưng mà anh vừa không chăm sóc sức khỏe của mình, với lại ba mẹ em lại không thấy. Anh chăm chỉ học hành như vậy rồi lại trách cứ anh nữa, em không có thích. Không có sao đâu, em đừng có lo. Đợi đến ngày thi có kết quả rồi, mọi người sẽ ngỡ ngàng thôi à. Anh đừng có nói trước như vậy, lỡ bước không qua rồi sao? Sao lại bước không qua chứ? Em tin anh đi. Mà anh nói cho em nghe nha, anh mà đổ đạt trạng nguyên rồi đó thì ngay lập tức anh sẽ xin ba mẹ cho tụi mình cưới nhau. Anh không có chịu chờ thêm ngày nào nữa đâu.
ơi là ông. Ông đi ra ngoài ruộng mà coi kìa. Coi mà coi cái gì chứ? Coi thằng con rể quý của ông đó, nó đang phát ruộng phát cỏ dưới gốc cây kia kìa. Ông còn bắt tôi nấu cơm thiệt nhiều cho nó ăn nữa. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Ủa, tôi thấy nó đi ra đồng từ sớm tới giờ mà. Thì đúng là nó đi ra đồng từ sớm. Nhưng mà ông biết nó đi sớm để làm cái gì không? Để nó ra ngoài nó ngủ, chứ không có phát quang phát ruộng cái gì hết trơn á. Thôi mà, bà ơi, bà bớt nóng lại đi. Chắc là nó làm nó mệt, cho nên nó nằm nghỉ một chút thôi mà, có gì đâu. Nó không có làm một cái gì hết trơn á. Tôi nhìn kỹ lắm rồi, ruộng cỏ còn y nguyên, không làm một cái chỗ nào hết trơn á. Ôi thôi thôi thôi, bây giờ tôi nói cái gì ông cũng không tin hết á. Ông theo tôi đi ra ngoài ruộng, ông phải nhìn tận mắt thì ông mới bỏ cái tật mà hở ra là bên cái thằng con rể ông chầm chập đó đi. Lười biếng đã chớ rồi, còn ăn gấp 7, gấp 8 lần người ta nữa chớ. Nói thiệt nghe, nó là cái thằng lê như heo, chứ không phải lê như hổ gì hết á. Đi, đi theo tôi lẹ lên, để ra ngoài ông nhìn tận mắt, để coi còn binh nó nữa không, lẹ lên. Bà, chờ tôi với. Ông đi lẹ lên. Nè, từ từ bà ơi. Lẹ lên, nhanh lên đi trời ơi. Lẹ lên đi ông, lẹ lên. Nè, ông nhìn đi, ông nhìn đi. Ủa, có chuyện gì mà cha với mẹ đã đi hết trơn vậy? Con làm sắp xong rồi. Ủa, con làm xong rồi hả? Nè, mẹ không thấy sao? Bà thấy đó, nó làm xong hết rồi đó. Vậy mà bà nói nó không làm gì hết, nó lo nó ngủ thôi. Rõ ràng là hồi nãy tôi đi ngang qua đây, tôi thấy nó chưa làm cái gì hết trơn á. Nó nằm cái gốc cây này nó ngủ nè. Tôi lại gần mà nó không hay biết gì, nó ngủ say như chết á. Sao giờ lại vậy? Để tôi coi, bà có bị sao không vậy? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là hồi nãy ruộng còn nguyên cỏ, sao bây giờ lại phong quang vậy? Ông ơi, tôi có bị sao không vậy? Ai biết bà đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều nè, thằng rể của tôi nó không phải là người phàm đâu nha. Nhanh quá em hả? Mới đây mà lúa chín hết rồi. Vậy là sắp tới ngày anh lên kinh đi thi rồi hả? Ừ, không được, anh phải gặt hết mấy cái miếng ruộng này. Nhưng mà mẹ nói là anh đi thuê 20 người làm việc, anh thuê chưa? Ồ, anh quên, sáng mai họ tới mà. Mẹ em nè, em nhớ nói với mẹ là nấu cơm đủ cho 20 người ăn đó nha. Em biết rồi, nhưng mà cha nói bây giờ anh không cần phải làm việc nhà gì nữa hết, cứ tập trung lo đàn sách cho kỳ thi sắp tới. Còn công việc đồng án này cha mẹ đã thuê người làm hết rồi, anh không cần phải lo. Không có được đâu, anh là người trong nhà mà, anh phải phụ giúp cha mẹ một tay mới được. Nhưng mà cha cũng đã nói như vậy rồi. Còn cái việc ruộng lúa này nè, thì anh đã thuê 20 người rồi, thì họ sẽ gặt hết thôi, anh không cần phải lo nữa. Sao thằng Hội vẫn chưa đưa thợ về gặt nữa? Gần trưa tới nơi rồi, làm sao mà kịp ngày hôm nay chứ? Mẹ, mẹ chờ anh tí đi. Hôm qua anh nói với con, chắc chắn là có mà. Nói thiệt á, là mẹ không yên tâm với thằng Hổ chút nào á. Lúc nào nó cũng làm cho mẹ bất an hết. Mẹ, anh Hổ là người giữ lời hứa, anh nói gì anh sẽ làm được, mẹ cứ tin ảnh đi. Mẹ, anh Hổ về kìa mẹ. Ủa, sao nó đi có một mình? Mà nó vác cái gì vậy con? Con chào mẹ. Chào mẹ. Chào em Lan. Mẹ chờ anh từ sáng, anh đi đâu về vậy? Anh đi đốn củi nè.
Tại vì anh sắp lên kinh ứng thí, anh phải đốn củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh vác về trước một bó, đủ củi để cho em nấu tới ngày anh trở về rồi. Đó, mẹ thấy chưa, anh lo cho con như vậy mà mẹ cứ trách làm anh hoài à. Nhưng mà anh, em cảm ơn anh. Nhưng mà sao mà em không thấy anh đưa thợ gặt về vậy? Trời cũng sắp trưa rồi, nãy giờ em với mẹ sốt ruột lắm rồi đó. Thì anh đã dặn tụi nó rồi. Mà không hiểu sao hôm nay á, thằng thì bị đau bụng, thằng thì nhức đầu, thằng thì cảm sốt, thằng thì vợ đẻ, thằng thì con bị bệnh sởi. Không đứa nào chịu đi hết luôn đó em. Rồi bây giờ làm sao mà kịp hả anh? Trời ơi, còn mâm cơm 20 người ăn của mẹ thì sao? Mẹ đã chuẩn bị từ sáng tới giờ, bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ đừng có lo, con sẽ ăn hết cho mẹ. Bây giờ mà con được ăn bữa ăn nó ngon giống như vậy nè. Thôi, bây giờ con đi gặt lúa đây. Tay uống nước đi nè. Cảm ơn em nha. Anh đó, anh ghê lắm luôn á. Hả? Ghê gì em? Thì cái vụ gặt lúa này nè, bộ anh tưởng em không biết hả? Anh không thuê người tới phụ anh thôi, chứ nghĩ coi 20 người làm sao mà bận hết 20 người được. Thì tại anh thấy là mình làm được mà, thuê mướn người chi cho tốn tiền. Nhưng mà cha mẹ đã nói là anh không cần phải làm gì hết, anh hãy lo việc ôn thi đi đã. Anh học buổi tối rồi, với lại mấy cái chuyện này á, anh làm chút xíu là xong mà, có mệt cái gì đâu. Và chắc chắn anh sẽ không thi rớt đâu, em đừng có lo. Làm sao mà anh chắc chắn không thi rớt được? Làm sao mà anh thi rớt được chứ. Anh phải thi đậu để không phụ lòng cha mẹ của em, mà là còn để... Để làm gì? Để cưới em làm vợ nữa chứ làm chi. Thôi em về nhà đi, em đưa anh tới đây là được rồi. Nhưng mà em rất muốn được theo anh, để lo cho anh. Thôi được rồi, em cũng phải về nhà lo công việc nhà nữa kìa. Anh cất đi, để trên đường đi có đói bụng thì anh mua thêm cái gì đó mà ăn. Thôi, em cứ giữ đi. Em làm cho anh cơm nóng, xách cả tay nải rồi nè. Trong đây nè. Có nhiêu đó không có đủ đâu. Anh phải ăn no thì làm bài thi mới tốt được. Em biết anh rồi, khi mà anh ăn no thì bất cứ chuyện gì anh cũng làm tốt được. Sao em hiểu anh giống y như là mẹ của anh vậy? Anh thương thực sự đó. Mà tiền này đâu ra mà em đưa cho anh vậy? Thì em để dành mấy năm nay đó.
Sao em thương anh dữ vậy hả Lan? Tại em thấy anh ăn hoài không có no, thấy tội nghiệp quá. Rồi em thương hồi nào cũng không biết nữa. Mùi gì thơm dữ vậy ta? Có mùi gì đâu anh. Mùi ạ. À, mùi tóc của em thơm nè. Anh đó. Thôi anh đi nha. Anh nhớ ăn cho no nha. Anh bảo trọng. Anh biết rồi. Em về đi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Em đi về đi. Giờ anh đi đây nha. Anh đi nha. Người ta hay nói là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học giữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào mà sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mẹ em biết anh có giữ lời hay không? Em không tin anh hả? Được, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Trời ơi, anh mà nhịn đói là chịu không có nổi đâu đó. Mỗi lần nhịn đói đó hả? Thấy ghê, nhìn ông nhôm ông nhách. Thấy ghê lắm. Anh đi đúng củi nè. Tại vì anh sắp lên kinh đi ứng thí, anh phải đúng củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh giá gì trước một bó nè, đủ củi cho em nấu đến khi ngày anh trở về rồi. Anh Hổ thi cử ra sao nữa? Sao hổm rài không thấy về gì hết? Về làng yêu cầu toàn thể bà con mau tụ họp gia đình ra nghênh đón. Loa 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 loa, quan nghe về làng yêu cầu toàn thể bà con. Ông ơi, làng mình năm nay có người đổ trạng hả ông? Ai mà giỏi dữ vậy ca? Bà hỏi tôi sao tôi biết được? Loa 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 loa, thôi bây giờ tôi với bà ra đó coi coi sao. Thì sao? Không biết là nó có đậu được gì không? Mà sao giờ này không thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết trơn? Hay là thi rớt, xấu hổ, cho nên trốn luôn rồi? Cái bà này không có bỏ được cái tính nghi ngờ. Thằng Hổ nó làm được cho nhà mình biết bao nhiêu là việc rồi, bà không nhớ sao? Đó là mấy cái chuyện lao động chân tay, chỉ cần có sức khỏe hơn người là làm được thôi à. Còn cái chuyện học hành thi cử lại là chuyện khác. Thằng Hổ á, nó làm ruộng giỏi thôi, chứ chắc gì nó học giỏi. Bà không thấy hả? Nó học đâu đổ đó đó. Sức học của nó đó, đâu phải ai cũng có được đâu. Ôi trời, cái đó là học ở trường làng, trường huyện, trình độ có đáng gì đâu.
ông không thấy con của ông cả Kiệu với ông thầy Đồ Tri ở sát nhà mình hay sao? Học ngày học đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, vậy mà thi trượt hai bận rồi đó. Cái đó tôi có thấy rồi. Tụi nó học hành chăm chỉ thiệt. Thì đó. Mà năm nay lại tiếp tục lèo chổng đi thi lần thứ ba luôn rồi đó. Còn thằng Hổ nhà mình á, nói thiệt là tôi không ghét bỏ gì nó hết trơn á, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cầm cuốn sách để học. Cả ngày á, nó chỉ ăn và ngủ thôi, thì làm sao mà thi đậu được chứ. Ừ, thì đúng là nó ăn nhiều ngủ nhiều thiệt, nhưng chắc nó cũng có lúc nó học chứ. Nếu nó không học thì làm sao nó đậu được mấy khoa thi vừa rồi, phải không? Mà thôi, bây giờ bà với tôi có ra đình đón quan trạng không nè? Chào mẹ ơi. Em Lan ơi, anh về rồi nè. Tiếng ai như tiếng thằng Hổ vậy ông? Các người qua về trước đi, ta sẽ qua sau. Có gì ta sẽ gọi. Dạ. Cha ơi, mẹ ơi, em Lan à. Có phải thằng Hổ không? Thằng Hổ, đúng rồi bà ơi, thằng Hổ. Thằng Hổ bà ơi. Cha, mẹ, chào quan trạng. Lan ơi, thằng Hổ nó làm quan rồi đó. Bà, sao bà kêu quan lớn mà thằng này thằng nọ vậy? Trời ơi, quên. Dạ, tôi xin lỗi. Dạ, quan. Lan ơi, anh Hổ của con đã đổ trạng nguyên rồi đó. Con qua với anh đi. Con chào cha mẹ. Chào em Lan. Thưa cha mẹ, con đã đổ trạng nguyên và trở về nhà. Dạ, xin chào quan lớn. Dạ, chào quan lớn. Dạ. Cha mẹ đừng có gọi con như vậy. Con vẫn là thằng Hổ thôi. Con luôn nhớ tới ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Và con đã hứa với em Lan, con sẽ thi đậu và báo ơn cha mẹ. Lan à, anh có được ngày hôm nay là nhờ công ơn của em đó. Anh cảm ơn em. Và thưa cha mẹ, về tới làng là con chỉ muốn về nhà mình ngay để được gặp cha mẹ. Thưa cha mẹ, xin hãy nhận một lại này. Ê, nè, quan lớn đừng có làm như vậy. Công nuôi anh ăn học không có là bao đâu. Dạ, sức ăn của con không có là bao cả. Cha mẹ ruột của con có nói con ăn thủng nồi trôi rế luôn đó. Nhắc tới ăn, tự nhiên con nhớ tới một chuyện rất là quan trọng. Dạ, chuyện gì quan trọng anh? Từ kinh thành về đây anh đói lắm rồi. Em có thể nào nấu riêng cho anh một nồi cho 10 người ăn được không? Anh định ra chào mọi người rồi về nhà ăn cơm liền đó. Không cần nấu gì cho anh nhiều đâu, chỉ cần rau luộc, cà dầm và chiên cáo cho anh là được rồi. Dạ, vậy để em đi nấu ngay nha. Nè, từ từ hả con. Bà ơi, tôi có dặn con Lan á, dỗ béo một con heo để dành đón thằng Hổ vinh quy bái tổ. Bà hãy kêu người làm thịt con heo để đãi quan lớn nha bà. Ông có nói gì tôi đâu mà tôi biết. Tôi đâu có biết con heo nào. Tôi chưa kịp nói đó mà. Thôi bà đồng ý đi. Đồng ý cho làm con heo để đãi quan lớn nha bà. Bà đừng có làm tôi mất mặt nha. Tôi năn nỉ bà mà. Nghe, nghe. Không có heo gà gì hết. Lan. Dạ. Mẹ nói rồi, không làm heo làm gà gì hết nghe chưa. Bây giờ con cho người làm thịt luôn một con bò cho mẹ. Anh Hổ đã vinh quy bái tổ, làm rạng danh nhà này, thì phải làm nguyên một con bò để mời bà con tới ăn mừng chứ. Và quan trọng nhất là anh Hổ con được một bữa ăn no bụng cho bỏ cái công học hành chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà làm tôi hết hồn à. Bây giờ phần tôi á, tôi sẽ đi qua nhà ba má ruột của anh Hổ, mời ba má ruột của anh Hổ qua đây dự tiệc. Và hôm nay là chính thức hai gia đình mình cùng kết thông gia. Ít lâu sau, Lê Như Hổ được triều đình tin tưởng cử đi sứ sang phương Bắc. Thần là sứ thần An Nam, Lê Như Hổ xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đức vua An Nam xin gửi lời vấn an hoàng thượng và kính chúc hoàng thượng an khang trường thọ. Và xin kính biếu cho hoàng thượng một vài món quà quý giá từ đất phương Nam. Ta rất thích
Ngươi hãy về bẩm báo lại với nhà vua, ta cảm ơn. Tạ ơn hoàng thượng. Nè, thượng thư bộ lễ. Dạ, có thần. Ngươi hãy cho người đưa sứ thần ra ngoài nghỉ, nhớ chuẩn bị cho họ một bữa cơm thật chu đáo và thịnh soạn đó nghe. Tuân chỉ. Xin mời vào. Thưa sứ thần, hoàng đế của chúng tôi nghe tiếng ngài có sức ăn rất là mạnh mẽ, cho nên mới đặc biệt chỉ thị cho dọn 18 mâm cơm này, toàn là những món ăn cao sơn mỹ vị để mời ngài. Nếu ngài dùng hết mâm cơm này, đặc biệt là món cuối, thì hoàng đế chúng tôi sẽ ban thưởng. Còn nếu không, thánh thượng sẽ coi đó là thái độ coi thường của sứ giả. Đội ơn thánh thượng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết món ăn cuối cùng đó là món gì. Được. Tề nữ. Dạ. Vậy thì còn các tùy tùng của tôi thì sao? Sứ thần không phải bận tâm. Chúng tôi đã bố trí sẵn một phòng ăn ngay bên cạnh. Muốn ăn ngay bây giờ hay muốn ăn sau tùy ý. Cứ để họ ở đây phục vụ tôi ngay bây giờ thưa ngài. Được. Xin phép ngài, trước khi đại nhân tôi dùng bữa, có thể cho tôi xem qua những món ăn này có được không ạ? Vậy thì xin mời. Đại nhân, tôi có mang theo thuốc cảm mạo, và ngài hãy dùng nó sau khi dùng bữa. Theo em thì cái đầu đó được làm bằng bột dẻo. Họ muốn thử thách anh thôi. Anh cứ ăn đi, đừng sợ. Ta biết rồi. Xin phép ngài, tôi có thể dùng bữa được chứ? Xin mời sứ thần. Đa tạ. Thiệt là đã. Chưa xong đâu. Ngài còn món cuối cùng. Xin mời. Được. Tùy nữ. Dạ. Xin mời ngài. Đa tạ. Xưa nay ta vốn dĩ thích ăn mắt. Để được nhìn xa trông rộng, ta đã ăn muôn vàn con mắt của đủ loài thú trên rừng dưới biển. Giờ ta mới được thử đôi mắt người. Được. Hay lắm.
Ngon, ngon lắm. Ui. Nay được hoàng đế cho ăn đầu người phương Bắc, thật là quý hóa quá. Lỗ tai này chắc là ngon lắm đây. Thôi đủ rồi. Xin bái kiến hoàng thượng. Khá khen cho ngươi, đã ăn hết những món mà ta đã ban tặng. Nhưng câu nói ăn đầu người phương Bắc của ngươi vừa rồi đã xúc phạm đến quốc thể của nước ta, cho nên ngươi phải vượt qua thử thách nữa. Nếu được, ta sẽ trọng thưởng và tha tội cho ngươi. Bằng ngược lại, ngươi sẽ bị đánh 100 trượng. Tuân lệnh hoàng thượng. Thượng. Yêu cầu sứ thần cho biết chỗ này cách cho ăn khi nãy là bao nhiêu xa, về phía nào, đông, tây, nam hay là bắc. Thế nào sứ giả, cũng đã sắp hết giờ rồi. Dạ bóng ngài, đây chính là căn phòng lúc nãy tôi vừa ngồi ăn. Thật không ngờ ông chồng ham ăn của em giờ lại là Lữ Quốc Trạng Nguyên rồi đó. Ta ham ăn nhưng mà hữu dụng mà, đâu phải như cái bọn vừa tham ăn vừa phá hoại đâu chứ. Mà công nhận chồng em thật là tài giỏi đó nha. Mới đầu á, vua phương Bắc chỉ là muốn thử tài của sứ giả nước Nam thôi, nhưng mà đến khi anh trả lời được câu hỏi thì nhà vua cũng phải phục tài của anh và phong anh lên làm trạng nguyên của hai nước luôn á. Anh đã được vua tin tưởng cử anh đi sứ sang phương Bắc, thì chính vì vậy anh phải làm cho phương Bắc để phục người Việt của chúng ta chứ. Mà em cứ thắc mắc tại sao á, anh có thể đoán được họ đưa anh đi khắp nơi rồi lại trở về chỗ cũ hả? Mà khoảng thời gian anh đi cũng là khoảng thời gian cũng rất lâu, họ có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả thì làm sao mà anh có thể đoán đúng được. Với lại đám du quan đó cũng có hỏi anh là con bí quyết gì vậy, nhưng mà anh đâu có nói. Anh định giấu vợ của anh luôn sao? Trời ơi, anh đâu có dám đâu.
Thôi được rồi, anh sẽ tiết lộ bí mật cho vợ biết. Với điều kiện anh nói ra, em phải làm cho anh một chuyện. Anh cứ nói đi, bây giờ đến hai chuyện em cũng làm cho anh luôn. Em hứa là làm cho anh hai chuyện rồi đó nha. Được, anh sẽ nói cho em biết là tại sao anh biết họ đưa anh trở về ngay chỗ cũ. Tại sao vậy anh? Đó chính là mùi thơm bông bưởi trên tóc của em đó. Anh ngửi hoài cho nên anh nhận ra. Anh đó nha, anh ghê thiệt đó. Anh dám ngửi lên tóc em hả? Nè, bây giờ thì em đã thua rồi ha. Em phải giữ lời hứa với anh là phải làm cho anh hai chuyện đó nha. Bây giờ chuyện thứ nhất mà anh yêu cầu đó chính là nấu một mâm cơm cho 10 người ăn cho anh chứ gì. Ủa sao biết hay quá vậy? Cái nết của anh em còn lạ gì nữa. Công nhận vợ của anh thông minh thật chứ. Mà em nói đúng rồi đó, anh đang đói và thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Ăn mấy cái món bên đó toàn là dầu mỡ, không có ngon lành gì hết. Anh thích ăn mấy món ăn vợ nấu thôi à. Em nấu một mâm cơm quà ông Dương ngũ vị, có rau có thịt, bảo đảm cho sức khỏe nữa. Em biết rồi, để lúc về em sẽ nấu ngay cho anh ăn. Vậy còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai là sau khi ăn cơm xong, em phải đi gội đầu và dắt bông bưởi lên, để cho tối anh tha hồ mà anh ngửi. Ơi, bình rượu băm mấy năm dành riêng cho khách quý đó. Đa tạ. Rượu quý ở đây á là ở chỗ được người đẹp tự tay rót nó mới quý. Ta kính người đẹp một chung. Đa tạ. Thú thiệt với người đẹp, hồi nãy giờ ngoài người đẹp ra thì còn một thứ làm ta rất là chú ý. Con rùa vàng kia có vẻ là một đồ vật rất là quý đúng không? Dạ. Dạ đây, mời ngài. Chẳng giấu gì ngài, con rùa bằng vàng ròng này là của một nhà buôn bên Tàu. Khắp xứ Tàu chỉ có hai con. Một đã bán cho hoàng đế Trung Hoa, một đem qua nước Nam bán cho hoàng thượng thư họ Tạ. Nhưng khi ngài ghé Hạ Châu, thấy ta thích quá cho nên để lại cho ta. Đúng là đồ quý. Con rùa bằng vàng ròng quý quá. Ta gửi lại cho mỹ nhân. Có gì giúp đỡ nhau. Đẹp quá. Xin phép mỹ nhân, ta phải đi ngoài. Dạ. Mời người đẹp. Hôm nay ta vui quá. Thiệt là vinh hạnh khi được ngồi đây với người đẹp. Ta mời nàng một chung. Đa tạ ngài. Thôi, ta về nghỉ đây. Dạ. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, chết rồi. Chuyện gì? Dạ con rùa vàng mất rồi bà chủ. Con rùa vàng? Dạ. Nó mới đây mà. Dạ, lúc nãy á, ông khách này coi thấy còn, bà vợ mất tiêu rồi bà chủ. Giờ khách cũng về hết trơn rồi, mình tính sao đây bà chủ? Cái gì? Ngoài ông ra, nãy giờ đâu có ai rớ cho nó đâu. Người vậy là ngươi nói ta ăn cắp hả? Hả? Ăn cắp chứ gì? Từ nãy tới giờ, ta chỉ ngồi ở đây thôi.
Nổi tàn cấp hả? Có cần khám tay nãy của ta không? Hả bà chủ? À, chuyện đó... Khám cứ khám, cho khám. À, bà chủ. Con rùa vàng. Con rùa vàng. Tại sao nó nằm ở đây? À, chắc là ta xỉn quá, ta cầm nhầm thôi. À, ta xin lỗi, ta gửi lại cho bà chủ. Đâu có dễ như vậy. Lúc người đẹp giận á, tôi thấy sợ rồi nha. Thôi để ở đây. Người đẹp bỏ qua cho ta nha. Ngươi muốn ta bỏ qua hả? Ngươi hãy để lại toàn bộ 4 xe hàng của ngươi. Cái gì? Chưa hết. Ngươi với thương đoàn của ngươi ở đây phục dịch không công. Chừng nào ta cho về thì mới được về nhà. Vô lý. Hay là ngươi muốn ta đem chuyện này lên quan, để cho quan bỏ tù ngươi mọt gông? Nói cho ngươi biết, luật ở đây là vậy đó. Thật là vô lý. Luật lệ gì kỳ vậy? Hả? Ai biểu ngươi qua xứ khác làm ăn mà không hiểu luật? Bọn thương gia các ngươi quá ra đều khờ khạo như nhau. Bây giờ ta cho ngươi nhập bọn vào, tha hồ mà chia sẻ kinh nghiệm. Cô nói vậy là những người phục dịch khi nãy đều là... Phải. Tất cả đều là đồng nghiệp của ngươi đó. Có kẻ còn có cả đoàn thuyền hàng. Người đó cứ ở đây thoải mái đi. Người đâu? Dạ bà chủ. Lột đồ tên này ra, đem hắn ra nhà sau. Chỉ việc cho hắn là... Dạ. Không. Dạ. Không đi đâu hết. Ê, thả. Ê, thả ta ra. Đâu rồi? Thả ta ra. Thả ta ra. Anh à, sao em thấy lo lo? Hải Châu là xứ nào? Hồi giờ mình chưa tới xứ đó bao giờ. Biết được đi rồi luật lệ đó làm sao? Lần này chàng lại đi nhiều đồ quý, lỡ cướp bóc lừa lọc rồi chàng biết làm sao? Không đi tới chỗ lạ, làm sao bán được hàng? Mình đi giao thương, cứ thuận mua vừa bán, có gì phải lo? Chàng á, cứ nghĩ đơn giản như vậy hoài à. Hèn chi mấy lần bị lừa. Lần này không sao đâu, nàng đừng có lo quá. Nàng ở nhà cẩn thận, ta sẽ sớm quay về. Nè, chàng đi đường nhớ cẩn thận nha. Ừ. Dạ cậu chủ, dạ con chồng mở. Ờ. Dạ thưa cậu chủ, ngà voi, trân châu, ngọc bích con gói cẩn thận rồi cậu chủ. À, cậu chủ có cần để riêng không cậu chủ? À, cứ bỏ chung một thùng cho dễ tìm. Dạ. Thôi, không có được. Cái này á, chàng phải để riêng ra, mỗi thứ một ít. Lỡ như mất thùng này thì còn thùng kia. Chứ mấy thứ quý như vậy mất là mình lỗ chết đó. Mình mà đi buôn á là chắc hơn tôi rồi đó. Thôi, nàng đừng có lo gì hết. Tôi chỉ đi vài tuần hả, rồi tôi sẽ về thôi. À, hàng đã chuẩn bị đóng xong chưa? Dạ xong hết rồi. Con chờ cậu ra là xuất phát. Ừ. Thôi tôi đi đây. Nếu mà trễ lắm á, là 3 tuần trăng nữa tôi sẽ về. Nè, mình ở nhà nhớ chăm sóc con cẩn thận nghe. Mình đi cẩn thận đó nha. Ta biết rồi. À, cậu để con sách cho cậu. Thôi ta đi đây. Dạ con đi nha mợ. Dạ mời khách quan. Cảm ơn. Dạ quan khách cần gì vậy? Ta là thương đoàn ở nước Nam mới tới Hà Châu, muốn hỏi mua một ít lương ăn với lại cỏ khô cho ngựa. Dạ quan khách đợi sẽ có liền ạ. Dạ chào quý khách. Quý khách đi đường xa, sao không nghỉ lại tại quán này? Trời cũng đã sắp tối rồi, chúng tôi cũng phải đi liền, không có thời gian để nghỉ lại. Từ đây đến điểm trọ gần nhất cũng phải mất 5 canh giờ. Sao quý khách không nghỉ lại tại đây? Có thịt ngon, chăn êm nệm ấm, có cỏ tươi, nước mát cho ngựa nữa. Người đâu? Dạ. Dạ bà chủ. Người ra dẫn đoàn vô đây, tháo càng cho ngựa nghỉ. Còn người dọn phòng tử tế, cứ 2 người một phòng. Xong rồi mời khách xuống nhà ngang đãi tiệc. Riêng ông chủ đây
ta sẽ làm một mâm đặc biệt, những món ngon để đãi người. Dạ bà chủ. Đang thật là chu đáo quá. Dạ mời ngài. Bà chủ á, làm món nào cũng ngon. Nhưng bà nè, con rùa này làm ta khoái nhất. Chẳng giấu gì ngài, con rùa bằng vàng ròng này là của một nhà buôn bên Tàu. Khắp xứ Tàu chỉ có hai con. Một đã bán cho hoàng đế Trung Hoa, một đem qua nước Nam bán cho quan thượng thư họ Tạ. Nhưng khi họ ghé Hạ Châu, thấy thiếp thích quá, cho nên họ để lại cho. Quá thật là của quý. Dạ mời ngài dùng. Tôi đi chút xíu nha. Người đâu? Dạ bà chủ. Không cần đâu, tôi tự đi một mình được rồi. Ngài cứ để cho nó đưa ngài đi, để lỡ như có gia giúp, nó đỡ cho ngài. Thật là chu đáo, chu đáo. Dạ mời quan khách. Nè, người làm cái gì mà cứ đi tò tò theo sau ta hoài vậy? Dạ bà chủ dặn là phải đưa khách quan tới nhà xí. Ngươi biết đi tiểu tiện mà có người đi theo tò tò có thoải mái không? Dạ nhưng mà... Ngươi á, về đi, có gì để ta nói lại với bà chủ cho. Ừ, về đi. Dạ quan khách đi thông thả. Ừ. Đi tiểu tiện mà nó đưa tới tận chỗ, đúng là chưa có chỗ nào chu đáo như xứ Hạ Châu này. Sau này mình phải quay lại thường xuyên mới được. Anh có la lớn, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với anh. Tôi ở đây là giúp anh. Giúp tôi? Chuyện gì? Anh rời khỏi nơi đây ngay đi. Đây là cái tụ quỷ đó, anh đang gặp nguy đó. Anh đi đi, rồi có gì anh báo quan, quay lại đây giúp tụi tôi với. Chuyện quái quỷ gì vậy? Anh là ai? Anh muốn gì? Anh nghe tôi nói nè, tôi cũng như anh vậy. Trước đây tôi cũng là một thương nhân, có một đoàn thuyền buôn năm chiếc. Nhưng giờ tôi mất trắng hết rồi, vô tai mụ đó hết rồi. Còn tôi bây giờ phải xung nô, làm nô bọc khổ sở như vậy nè. Anh có muốn giống như tôi hay không? Nhưng tại sao? Tôi chưa có hiểu. Anh nghe lời tôi đi, anh đi ra khỏi nơi đây ngay đi. Ở đây đối với tôi không thể có tử tế hơn. Tôi không có phàn nàn gì hết. Ông hiểu lầm rồi. Nè nè, anh phải nghe lời tôi. Con rùa vàng anh coi lúc nãy là đồ giả đó. Tối hôm nay, trước khi anh đi ngủ, anh phải coi kỹ đồ đạc, giường ngủ hay trong phòng anh, coi nó có bị nhét đâu đó hay không. Nếu mà có, ngay lập tức anh ném nó ra ngoài, nghe không? Con rùa vàng đó là giả. Anh nói chuyện cười quá. Nè. Ừ. Thôi. Nè. Ta muốn uống nữa. Cậu cậu, cẩn thận cậu. Ta muốn uống nữa mà. Ta muốn uống nữa. Ta muốn uống nữa. Ta muốn uống nữa. Ta muốn uống. Ta muốn uống nữa. Phải cho ta uống. Để cậu chủ của ngươi ngủ đây đi, ta đã sắp xếp xong hết rồi. Còn ngươi và những người khác sẽ ngủ ở gian nhà bên kia. Dạ con cảm ơn bà chủ. Ta muốn uống nữa. Thank you.
Trước khi anh đi ngủ, anh phải coi kỹ đồ đạc, giường ngủ hay trong phòng anh, coi nó có bị nhét đâu đó hay không. Nếu mà có, ngay lập tức anh ném nó ra ngoài, nghe không? Thật ra đó là ai? Tại sao lại nói biết chuyện đó với mình? Có gì đâu. Đục đi. Ta chúc ngài thượng lộ bình an, có dịp quay trở lại Hạ Châu, mong ngài ghé qua thăm Tệ Quán. Tại sao lại có dịp? Nhất định lần sau á, ta sẽ quay trở lại Hạ Châu. Đa tạ ngài đã ưu ái. Ngựa xe hàng hóa đã sẵn sàng ở ngoài sân sau. Vậy các ngài đi cẩn thận nha. Đa tạ, đa tạ. Hẹn gặp lại lần sau. Dạ, ngay dạ đi. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, con rùa vàng của mình mất rồi bà chủ. Con rùa vàng? Ngươi hãy coi lại, coi chừng nó ở đâu đó thôi à. Hôm qua ai chính là người thấy nó sau cùng? Dạ, hôm qua người cuối cùng thấy nó chính là vị thương nhân này á. Phải, hôm qua ta có cầm nó lên coi một chút, nhưng mà ta đã đưa cất lại chỗ cũ rồi mà. Dạ, nhưng mà kiếm khắp nơi mà không thấy. Giờ có một cách ta bà chủ, thì ngài cho tôi xét hàng hóa của ngài. Ngươi nói sao? Ngươi nói muốn khám năm xe hàng họ của ta. Bà chủ, bà thấy sao? Thiệt là phiền quá. Nhưng nếu không làm rõ thì ta sợ đổ tiếng quan cho ngài. Thì không ngờ, tưởng hôm qua giao đãi nồng hậu như vậy là đã tin tưởng lẫn nhau. Nhưng thôi, nếu bà đã nói như vậy thì tôi cũng xin nói. Hàng họ năm xe của tôi mà phải tháo ra rồi đóng lại, vậy thì chừng nào chúng tôi mới đi ra khỏi chỗ này? Ngài cảm phiền cho. Có chuyện ngoài ý muốn đành phải chịu. Ngài đi buôn bán đường xa, đâu phải lần đầu tiên gặp sự cố. Nếu không cho xét thì ta e là ngài không ra khỏi đây được. Không ra thì sao? Đừng có hù. Nếu như không làm được thì đành phải mời quan nha xuống để phân xử thôi. Mời thì nàng cứ mời, quan lại nào mà chấp nhận những cái chuyện vô lý như vậy chứ. Nghĩa là một bên đòi khám xét năm xe hàng và một bên là không cho, đúng không? Quan nghĩ lại đi. Năm xe đầy hàng của tôi á, mà phải tháo xuống ra rồi chất lại từ đầu, mất cả ngày chứ không chơi, mà hư hại hết. Chúng tôi không có lấy, tôi thề đó. Nếu không cho khám xét thì làm sao biết được lời thề của ngài là đúng hay sai? Chị này nói đúng đó. Quan, tôi mới đúng. Không thể nào ngang nhiên vô cớ khám hàng của khách thương ngoại xứ chỉ vì một nghi ngờ cỏn con như vậy được. Luật nào cho phép? Luật Hạ Châu cho phép, ta cho phép. Như vậy là sẽ không công bằng. Công bằng, công bằng. Ai vô đây cũng đòi công bằng. Người đúng là một tên khờ khảo. Công bằng đem gắt hết, ta cạp đất mà ăn sao? Dạ nhân, khám. Dạ. Khoan đã. Nếu khám không có thì sao? Đã vô đây thì phải có. Người yên tâm đi. Đây là các người, các người liên thủ hại người. Sẵn có quan chứng kiến ở đây, và để đỡ mất thời gian quý báu của ngài, tôi muốn khám hành lý của ngài trước. Nếu như tìm không ra con rùa vàng, tôi và gia nhân sẽ thuộc về của ngài hết. Ừ, người nghe chưa? Nếu khám mà có thì toàn bộ năm xe hàng, thuộc hạ và cả ngươi sẽ thuộc về cô này, làm nô suốt đời, ngươi hiểu chưa? Luật Hạ Châu là như vậy đó. Luật lệ gì kỳ khó vậy? Thôi được, tôi không lấy, tôi không sợ. Đưa đây. Dạ. Dạ nhân. Nè,
Không thể nào. Không thể nào. Con rùa vàng nè bà chủ. Con có. Con không biết. Sao? Có hay là không? Không thể nào. Tôi bị quan. Tôi bị quan mà. Dạ. Dạ quan ơi. Quan quan. Nhân chứng, vật chứng rành rành. Còn quan cái nỗi gì? Bây giờ về nộp cho bà chủ này, hay là chịu ngục hình ở Hà Châu. Làm cho bà, khi nào bà thấy vui lòng, bà thả cho về. Ở tù xứ Hà Châu này thì mãn kiếp. Quan quan quan. Còn đứng đó, mau dẫn tên này ra ngoài sao? Chỉ việc cho mà làm đi. Dạ. Rồi mình tính sao cậu chủ? Tôi bị quan. Quan ơi, tôi bị quan. Quan ơi, làm bị quan cho cậu chủ đi quan. Nè, càng ngày bà càng phất lên nhờ cái vụ này đó nghe. Trong xe hàng đó, quan thích gì cứ nói. Ta biểu tụi nó đem qua tận nhà cho quan. Có vậy thôi đó hả? Có một con rùa mà bà tưởng kiếm được nhiêu đó sao? Nếu không nhờ ta bảo kê, còn khuya. Quan đừng có nói vậy. Nếu như không có lường này, thì liệu quan có nổi dinh thự toàn đồ hảo hạng không? Cô á, đúng là ghê gớm thật đó. Người đó, đi ra phía sau, xúc phân ngựa rồi đem đổ xuống hầm. Hàng ngày phải dọn sạch chuồng rồi cho ngựa ăn. Lâu lâu dẫn nó ra đồng cho nó ăn cỏ. Nhưng mà tôi nói nha, đừng có mơ mà bỏ trốn nghe chưa. Bà chủ á, bà hô một tiếng là lính nó gông đầu. Ở đây quan nha bà chủ nắm hết trơn á. Tao nói mày hiểu chưa? Vậy ra ở đây thật sự là một tổ quỷ. Các người chuyên dàn cảnh để cướp không của người ta, cho nên mới giàu có tới mức này hả? Tự hỏi tự trả lời đi. Dọn cho sạch đó. Không sạch là trưa nay khỏi ăn cơm nghe chưa. Đi dọn đi. Ra kia. Ta đúng là khờ thiệt. Lẽ ra mình phải nghe lời người đó. Cái cây này chết rồi. Có trồng muôn đời cũng không sống lại nổi đâu. Nói chi một đêm sáng mai nó tươi lại. Vậy ông có dám cá với tôi không? Nếu như mà cái cây này không sống lại thì tất cả của cải của tôi và gia nhân của tôi đều thuộc về ông. Còn nếu như cái cây này nó sống lại, tất cả đoàn thuyền của ông đều thuộc về tôi. Ông thấy sao? Được, tôi cá với bà. Lại thêm một con mồi nập mạng nữa rồi. Nhưng bà làm sao mà làm cho cái cây đó tươi lại được? Anh có thấy mảnh đất trồng cái cây đó không? Đó là đất thần mụ có được trong một lần cá cược. Bất cứ cây gì khô càng cỡ nào, chỉ trồng qua một đêm thôi là tươi lại liền. Có mảnh đó thôi mà mụ ta đã lột biết bao nhiêu người tới khánh kiệt. Nhưng cũng vì lòng tham mê cá cược nên chúng ta cũng đã tự hại mình. Thôi, bận công chuyện đi. Mẹ, chừng nào cha mới về mẹ? Đáng lẽ ra thì hôm nay cha đã về rồi. Nhưng mà chắc do đường xá xa xôi, thiên tai hay là hàng chậm nên cha về trễ. Chắc nay mai gì đó cha sẽ về thôi. Có khi nào cha bị cướp không mẹ? Con đừng có nói bậy như vậy. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Con nghe mẹ dặn cha, đi trên đường coi chừng bị cướp hoài mà. Thôi, con lo học đi. Chắc nay mai cha về đó. Mẹ nói, con đừng lo, sao mẹ lo hoài vậy? Mẹ lo hồi nào đâu. Suốt ngày mẹ cứ ngóng ra cửa chờ cha. Mẹ, tay mẹ bị chảy máu rồi.
đuôi hả thằng kia? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. À mà nè, làm ơn cho tôi hỏi, mấy gia nhân thuộc hạ của tôi sao không thấy đâu trơn vậy? Ai là thuộc hạ của nhà ngươi? Tụi nô mới á phải đi đập đá ở ngoài mỏ rồi, còn ngươi hên lắm đó, mới được ở đây dọn chuồng ngựa nghe chưa. Sao các người đã cướp hết còn bóc lột sức lao động của người ta vậy? Các người tàn ác quá vậy. Ác à, cái gì là ác nè. Giờ mày phải ra chuồng ngựa, dọn chuồng ngựa cho sạch trong vòng một khắc, không sạch tao là trưa nay khỏi ăn cơm nghe chưa. Đi lẹ cho tao. Dạ được. Thôi ráng đi, rồi sẽ quen thôi. Mấy bữa trước anh đã ráng nói cho tôi nghe, vì mà tôi ngu đần tôi không hiểu. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Thôi, tôi chỉ mong là có ngày anh thoát ra được rồi quay lại cứu tụi tôi thôi. Anh ở đây bao nhiêu lâu rồi? Hơn một năm rồi. Mới hơn một năm mà như mấy kiếp vậy. Mắt thấy tai nghe biết bao nhiêu người rơi vào cạm bẫy, nhưng không ai thoát nổi. Kiểu này chắc tôi và anh tàn đời ở đây luôn. Không ai trốn thoát được sao? Vậy anh không biết Hạ Châu là cuối đất sao? Đi tới đây là cùng đường rồi, chỉ có một đường độc đạo duy nhất, nhưng mà đã bị quan gia đóng chốt chặn lại. Ngoài ra là biển, tôi chưa từng thấy ai ra đó mà còn mạng sống trở về. Cứ ở lại nếu còn muốn sống. Không được, nếu mà mình cam chịu thì sẽ suốt đời không bao giờ thoát ra khỏi chỗ này. Nè phải rồi, nếu hai người cùng làm, biết đâu có con được sống. Tôi và anh nhân cơ hội lúc thuộc hạ lơ là bỏ trốn thử xem sao. Nói được không? Không xong rồi, chân tôi vốn bị đánh nhiều, bây giờ yếu rồi. Bây giờ thôi, hai lãnh chạy đi, để tụi nó đuổi kịp là chết hai đứa mình luôn á. Anh đi đi, đi đi. Không được, cùng trốn thì phải cùng thoát, tôi không thể nào bỏ anh được đâu. Anh nghe lời tôi này, bây giờ anh chạy anh thoát được thì anh có thể cứu được tôi và mọi người đó. Anh đi đi, nghe lời tôi, anh đi đi. Không, đi, tôi nhiều anh. Anh chạy đi, tôi không thể bỏ anh được. Chạy đi. Để coi, ngươi chạy đằng trời. Có chạy trốn mà cũng đoàn kết quá ha. Thiệt là tội nghiệp à. Từ này á, hai đứa bay tiêu rồi. Sung sướng không chịu, tao cho lên núi đập đá cho biết khổ nha con. Thương nhau như vậy á, cho ở chung một chỗ cho nó vui. Ta đã nói rồi mà ngươi đâu có chịu tin. Tới đây á, không bao giờ thoát được hết. Ngươi làm mất công ta quá đi. Cầu cho linh hồn của cha con được siêu thoát. Nè, mẹ đã nói rồi là cha con chưa có chết, cha con nhất định sẽ về. Mẹ à, chồng con chưa có chết mà mẹ. Con à, 3 năm rồi, không biết là nó bỏ xác ở nơi nào. Hồn phách dứt dưỡng không ai nhan khói. Con phải chấp nhận là chồng con đã chết rồi, để còn lo hồn vía cho chồng con nữa. Không mẹ à, chồng con chưa có chết, con có linh tính là chồng con còn sống. Con, mình ra bờ sông chờ cha, chứ cha về mà không có ai chờ, cha sẽ buồn lắm. Đi con. Con à, cái kiểu này con dâu của tôi đã điên mất. Tội nghiệp con với cháu tôi. Thank you.
đã 3 năm rồi. Con mình đã tròn 10 tuổi. Chắc nó cao lắm, nhưng mà tội nghiệp. Bất tỉnh suốt bao lâu nay, chắc cả nhà nghĩ mình đã chết rồi. Tiếc thế, bao nhiêu năm không biết nàng làm sao sống nổi. Con à, con nhìn đi, thuyền của cha con sẽ hiện ra phía đó. Ban đầu nhỏ xíu, rồi từ từ sẽ lớn dần. Rồi cha con sẽ đứng ở mũi thuyền và vẫy tay với mẹ con mình. Mẹ, người ta nói á, thuyền của cha bị bão đánh chìm hoặc là bị cướp. Không, không có chuyện đó đâu. Thuyền của cha bị lạc đường hay bị kẹt ở đâu đó, nhất định cha sẽ về. Nếu cha không về nữa thì sao hả mẹ? Không có đâu con, nhất định đó là cha con sẽ về mà. Làm sao có cách bắn tin cho nàng? Dạ thưa tiên sinh, xin hỏi tiên sinh đang bán bưởi hay là... Ta bán bưởi. Bán bưởi? Thông thường người ta sẽ bán nguyên một thúng, tại sao tiên sinh chỉ bán có một trái thôi? Đây không phải là bưởi thường đâu, nó là bưởi truyền tin. Bưởi truyền tin? Có mua không? Nếu mua thì ta chỉ cách cho, còn không đi chỗ khác chơi. Dạ, con mua, con mua. Dạ, con chỉ giấu được có một chút bạc lẻ này thôi. Tiên sinh đừng có lừa con nghe. Người lật ngược trái bữa này lên, rồi lấy dao gạch một đường, lấy thư nhét vô trong đó, rồi lấy nhựa thông két lại, thả xuống sông, rồi nói với nó tên người muốn gửi. Nó biết tìm tới nơi sao? Con tin hả? Ta trả tiền lại. Đi chỗ khác đi để ta bán. Dạ, dạ không. Không phải là con sợ mất tiền đâu, tại con muốn gửi thư về cho gia đình con gấp. Nhưng mà nếu cách này không được thì con cũng không biết làm sao nữa. Người cứ thử đi rồi sẽ biết. Dạ. Dạ con xin phép. Mẹ, mình về đi mẹ, cứ chờ hoài có chiếc thuyền này chạy qua đâu. Mẹ muốn chờ ở đây một chút, mẹ chưa muốn về. Ở lại thêm chút nữa, biết đâu á thuyền cha về, thấy mẹ con mình chờ, cha mừng biết bao nhiêu. Chút nữa thôi nha mẹ. Mẹ, có trái bưởi kìa. Chắc là nó bị hư rồi con. Con thấy nó còn tươi xanh mà mẹ. Nhưng mà nó trôi dạt ở sông, không có ăn được, bỏ đi. Nè, con đi đâu vậy?
Nè mẹ, con thấy nó đâu có hư gì đâu. Mẹ nói rồi, trái bưởi này nó hư rồi, không có ăn được đâu. Đưa đây. Con cầm đi. Lấy gì vậy mẹ? Hiền thê, ta đi thăm thoát đã 3 năm, không lẽ là không biết mẹ ở nhà có khỏe không? Còn nàng thì sao? Còn con trai của ta nữa, nó tròn 10 tuổi rồi phải không? Đúng là nó rồi. Con của tôi còn sống, trời Phật phù hộ nó. Vậy mà ta đã trách lầm con. Cảm ơn con dâu. Ta là mẹ nó mà cứ khăng khăng là con ta đã chết rồi. Chỉ có con bột giả bột lòng chờ tin nó. Bây giờ con tính sao? Con đọc thư thấy mụ Lường thiệt là quá quắt. Mẹ, con muốn tới nơi tương kế tụ kế cứu chồng con về. Không những vậy mà phải lấy lại hết của cải mà mụ ta đã cướp của chồng con. Con định đi hạ châu sao? Thân gái dặm trường. Con nghĩ là con không đi một mình, để đấu lại người đàn bà ghê gớm đó. Phải thật cao tay. Con xin mẹ cho con một ít vốn, để con đem gấm lụa đầy thuyền. Và con sẽ giả làm một thương nhân để gặp mụ ta. Mẹ tin con, con muốn làm gì cứ làm. Dạ, con muốn đem theo một thợ kim hoàng lão luyện. Thợ kim hoàng? Bà chủ ơi, bà chủ, thuyền buôn kỳ này á đầy gấm lụa thường hạng. Chủ thuyền là đàn bà chứ không phải đàn ông. Đàn bà? Dạ. Đàn bà thì càng dễ cho ta, khỏi mất công tiệc tùng này nọ. Bỏ luôn con rùa vàng và hành lý của nó. Dạ, tôi biết rồi. Tới rồi bà chủ, tới rồi. Chào quý khách. Cho hỏi, quý khách là thương buôn đúng không? Đúng, ta là thương buôn. Chẳng hay quý khách ghé tệ quán, muốn nghỉ ngơi một đêm hay là dùng bữa rồi đi? Ta đã qua nhiều vùng đất lạ, đến nhiều nơi, thấy nhiều báu vật có 102. Nhưng ta chưa thấy báu vật nào quý giá như con rùa này. Quý khách đã quá khen. Nghe nói thuyền gấm lụa của quý khách còn giá trị hơn tất cả gấm lụa Hạ Châu này cộng lại. Đa tạ. Chẳng hay ta có thể nghỉ chân và kiếm chút gì lót dạ. Quý khách đã tới đây, hãy ở lại một đêm để cho tệ quán tiếp đãi đàng hoàng. Quý khách cứ ngồi ở đây, tôi sẽ kêu gia nhân làm nhiều món ngon cho quý khách dùng. Cô chủ có cần báo với ông chủ là cô đã đến đây? Không cần đâu, đợi ta trả thù cho chàng xong rồi hãy mời chàng ra. Đúng như ta dự tính. Bây giờ em đem con rùa vàng này đưa cho ông thợ kim hoàng nấu chả thành vàng nén. Xong rồi đem lại đây. Nhớ cẩn thận đừng để bắt gặp. Đem đi. Lẹ đi, ta chờ. Dạ. Cảm tạ chị đêm qua tiếp đón nồng hậu. Nếu như có quay lại ta sẽ ghé. Đương nhiên rồi, tệ quán lúc nào cũng mở rộng chờ quý khách quay lại. Bà chủ ơi, bà chủ, đứng lại. Chuyện gì? Con rùa vàng hôm qua bà coi giờ đã mất rồi. Làm sao tao biết được? Không phải bà còn ai vô đây nữa. Vậy các ngươi nghi ngờ tan rộm hả? Thôi được, để cho lẹ làng.
ta sẽ cho xét. Nhưng mà kèm theo một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu xét không có thì ngươi sẽ mất gì? Mất cái tửu lầu này, kèm theo của cải gia nhân. Điều kiện gì được chứ? Được. Chết rồi chủ ơi. Không có con rùa, chỉ có mấy thỏi vàng. Cô thua rồi đúng không? Vậy bây giờ cái tủ lầu này, tất cả của cải và gia nhân, bây giờ thuộc về của tôi. Cho mời chàng vào. Mình. Mình. Vì là trái bưởi đó. Cũng là nhờ con mình nhặt được trái bưởi nên thiếp mới biết mà tới đây. Con mình. Vậy ra, vậy ra các ngươi. Phải. Tôi là vợ của người mà bị bà lừa mấy năm nay. Vì bà mà vợ chồng cha con chia cách 3 năm trời, lấy gì bù đắp được? Vậy nên ngươi bày mưu thâm kế độc để lừa ta. Nếu như nói mưu sâu kế độc thì tôi làm sao bằng bà được. Nếu như cái tủ lầu này làm sao so sánh được 3 năm chồng tôi làm nô lệ trong tủi nhục. Mình à, cái tủ lầu này và của cải gia nhân em tặng mình, coi như trả lại của cải vốn liếng mà mình bị cướp. Nè, coi như người thắng ta một ván. Nếu như người tài trí như vậy, người dám chơi với ta một ván nữa không? Ván nữa? Bà còn gì để cược sao? Ta còn một dinh cơ nữa, với rất nhiều gia súc trâu bò voi ngựa. Hơn nữa, đội thuyền buôn của ta có ở khắp mọi bến thuyền. Sao? Ta đoán chắc chắn đó là những đội thuyền mà bà cướp được của những thương nhân nhẹ dạ xui xẻo lọt vào hang ổ của bà. Để ta nói hết đã. Tất cả sẽ là của các ngươi nếu như các ngươi thắng. Còn ngược lại, nếu như ta thắng, căn tủ lầu này và gia nhân sẽ thuộc về của ta. Thấy sao? Mình à, coi như căn lầu của cải bù lại vốn cho chàng. Còn căn lầu thứ hai, đoàn thuyền với đất đai gia súc, coi như phần lời mà chàng đã làm suốt 3 năm qua. Được chứ chàng? Ta đồng ý. Thôi được, bà muốn gì? Ta sẽ làm một cái cây chết khô, chỉ qua một đêm nó sẽ xanh lại, ngươi tin không? Cái gì? Một cây chết khô qua một đêm xanh lại? Làm sao có chuyện quan đường như vậy được? Ta sẽ cá với ngươi, ngươi cứ chờ đó. Mình, ta nhớ nàng quá. Mình khỏe không? Ta không sao. Mình khỏe không? Dạ. Đêm nay người đào đất quanh gốc cây đó cho ta, thay bằng đất khác, nghe chưa? Dạ, con biết rồi cô chủ. Đây, đây là dinh cơ của ta. Nếu như ngươi đủ tự tin mà chiến thắng ta thì ta sẽ hai tay dâng dinh cơ lên cho ngươi. Được, bà hãy chờ xem. Vậy bây giờ bà có thể cho tôi mãn nhãn xem cái gốc cây chích khô của bà trồng sau một đêm sống lại, có được không? Chờ đó, ngươi sẽ được thấy liền mà. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, bà chủ. Cái cây. Cái cây. Cái cây này tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Cút đi, đi thật là vô dụng. Đi, dạ. Cút đi cho ta. Coi bộ 3 năm làm việc của chàng cũng được ít vốn đó ha. Không thể như vậy. Không, không thể, không. Nè, ngươi truyền lệnh ta thả hết tất cả những người nô lệ,
Ai muốn ở lại ra sức trả công, cho vốn đi buôn cùng chồng ta, lợi nhuận chia đôi, khá lên sẽ tự tách ra làm chủ. Dạ. Sao lại như vậy? Ngươi biết số vàng này từ đâu không? Chính là từ con rùa giúp ngươi đưa những người nhẹ dạ vào trồng. Ta đã hóa kiếp nó. Ngươi hãy cầm số vàng này đi làm những việc lương thiện đi. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Các ngươi lừa ta. Đúng, các ngươi là đồ độc ác. Các ngươi lừa ta. Mụ Lường đã phải trả giá là mất tất cả tài sản mà mình đã lừa gạt bao năm qua. Còn Viên Quan Hạ Châu do cấu kết với Mụ Lường cũng bị nhà vua trừng trị, cách chức và đày ra biên ải khổ sai. Loa 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 loa, thần dân nghe đây, thần dân nghe đây. Hôm nay là ngày hội thi lưu. Đức vua truyền rằng, nay công chúa Ngọc Minh, con gái ta đã tới tuổi lấy chồng. Ta muốn mở hội kén phò mã cho công chúa, nhưng theo ý muốn của con gái ta, người nào đem tới một chiếc lưu thần kỳ thì công chúa mới ưng người đó làm chồng, tức là phò mã, sau này sẽ được vua cha truyền ngôi báo. Loa 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 loa. Ái Khanh, Ái Khanh đừng chết. Tỉnh lại đi Ái Khanh. Tại sao Ái Khanh lại chết bỏ ta như vậy? Ái Khanh, tỉnh lại đi Ái Khanh. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đem nó đi. Đem nó đi cho khuất mắt ta. Chính nó ra đời. Nó đã giết chết Ái Khanh của ta. Đem đi. Dạ. Tỉnh lại đi Ái Khanh. Nàng đừng bỏ ta mà. Hoàng hậu vừa sinh con xong, kiệt sức qua đời. Cha vua vì quá thương vợ nên lạnh nhạt với con gái của mình. Công chúa Ngọc Minh lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Hằng ngày công chúa lang thang một mình trong hoàng cung vắng vẻ, không ai bầu bạn trò chuyện. Lâu ngày công chúa bỗng ít nói, rồi nín thinh như một người câm. Cho rằng đây là điềm chẳng lành cho Dương quốc, mọi người đều xa lánh Ngọc Minh vì sợ nàng mang đến sự xui xẻo. Muốn tâu bệ hạ, có chuyện gì? Các đại thần đã đến đông đủ và đang đợi bệ hạ. Lui. Dạ. Thank you.
Bé ơi, bé, em bị lạc trong rừng hả? Em đi đâu mà vô tới tận đây vậy? Em đói đúng không? Nè, ăn đi. Em ăn nữa không? Anh còn nhiều lắm á. Nè. Ủa, sao mà em đi đâu mà lạc trong rừng vậy? Mà em tên gì? Rồi, nhà em ở đâu? Mà em là ai vậy? Anh nói em nghe nha, bây giờ sắp tối rồi, nên là thú dữ nhiều lắm, ở đây không có nên đâu. Hay là bây giờ em về nhà anh đi, xong rồi sáng mai anh sẽ tìm cách dẫn em về nhà, nha. Bây giờ em theo anh nha. Rồi, đi. Lẹ đi, trời sắp tối rồi đó. Nè đây. Nè, anh lấy cho em nha. Cái này là khoai lang nướng á. Cái này em nướng lên, xong rồi em lột ra, em ăn rất là ngon. Bây giờ em bẻ nè. Đó, nè em ăn thử cái này đi. Em ăn đi. Sao vậy? Anh ăn thử cho em xem nè. Không có sao đó, cái này rất là ngon. Nè, anh ăn nè. Rất là ngon luôn á, em ăn thử đi. Không có bị gì đâu, anh nói thiệt. Khoai lang này á, là anh trồng ngoài bì rừng á, nhiều lắm, em ăn thoải mái đi. Không có sợ thiếu đâu. Em ăn đi. Ngon lắm á, em ăn thử đi. Rồi, em thấy sao? Ngon không? Ngon không? Ngon đúng không? Trời, anh biết ngay mà, con lan anh nướng phải ngon rồi, đúng không? Anh nói nghe nè, anh á, là anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc trước anh không có biết chữ, mà anh may mắn là có thầy giáo tư ở ngoài bì rừng á. Thương anh nên vậy anh không lấy tiền. Với lại thầy còn dạy anh thêm nghề chép sách nữa. Nên là anh rất là thương thầy. Mỗi lần mà thầy làm nương rẫy á là anh đều ra làm phụ hết á. Mỗi lần á mà anh săn được thỏ, anh em tới cho thầy để thầy tẩm bổ. À mà em tên gì vậy? Nhà em ở đâu mà sao lại trong rừng vậy? Sao em không nói gì hết vậy? Em ăn đi. Ngon không? Ở đây mà mỗi lần về đêm, em biết không, trời quá trời sao luôn. Nhưng thường là anh không thích ngủ ở trong nhà, anh chỉ thích ngủ ở bên ngoài để ngắm sao à. Nếu có dịp anh sẽ dẫn em lên rừng để hái trái cây, quá trời trái cây luôn á. Anh sẽ dẫn em ra bờ suối bắt cá cho em ăn nữa. Đi hái nấm nè, hái măng nè, rất là vui luôn á. Nhưng mà hái măng á là mình phải lấy ít ít thôi. Mỗi lần mà anh đi bắt ớt á, anh nhảy tới nhảy lui, hồi sau về nhà còn ướt nhẹp luôn. Ủa, em dậy rồi đó hả? Em ngủ có ngon không? Em có sợ ma không vậy? Anh thấy em cũng lạ, không có nói gì hết đó, giống như câm, chuyện gì cũng gật đầu. Rồi, em làm thử đi. Em làm đi, làm thử đi, vui lắm á. Làm thử nè. Em nói đi. Em làm được á, em làm đi, không có sao hết á.
Ồ. Ừ đúng rồi đó, to nữa. Em cúi sát xuống nữa, rồi hét to nữa. Ồ. Đúng rồi đó. Ồ. A. Ồ. A. Ồ. À, anh sẽ dạy một bài hát. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Em hát thử theo anh nè. Nè, lộn cầu vồng. Em làm đi. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy. Đúng rồi đó. Thằng bé lên 7. Con bé lên ba. Đúng rồi, em giỏi quá à. Đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó, hát lần nữa nha. Dạ. Nè. Lộn cầu vồng. Nước sông đang chảy. Thằng bé lên bảy. Con bé lên ba. Đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó, em nói được rồi đó. Em nói được nhiều nhiều quá trời luôn á. Ủa mà anh ơi, cái hình con chim trên cái lu này là con chim gì vậy? À, cái này là hình hoa văn chim đại bàng đó em. Ồ. Vì hồi xưa gia đình anh, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm á, đều làm nghề săn bắt chim, huấn luyện đại bàng á. Cho nên là lu hũ chén dĩa trong nhà cái nào cũng có hình đại bàng hết á, như cái lu này nè. Nhưng mà tới đời cha anh với lại cậu của anh, hai người mất sớm nên không có duy trì được cái nghề này. Anh kể chuyện buồn quá à, làm em cũng buồn theo luôn. Anh đừng có buồn nữa. Em còn cảm ơn anh á, là vì anh đã cứu em ra khỏi khu rừng này nè. Còn cho em ăn, lo cho em ngủ nữa. Em rất là biết ơn anh luôn á. Nhưng mà em là con gái nhà ai vậy? Ở đâu mà sao là lạc vào trong rừng này? Anh muốn biết á, là để đưa em về với cha mẹ em nữa. Em á hả? Nhà em là ở trong cung điện á. Em đừng có giỡn với anh nha. Ý em nói em là công chúa đó hả? Ừ, đúng rồi. Sao anh biết hay quá vậy? Em là công chúa Ngọc Minh, con của vua Rồng á. Hạ thần hèn mọn, hạ thần không biết trước mắt mình là công chúa Rồng. Xin công chúa tha tội. Thôi anh đứng dậy đi. Anh đừng có làm vậy mà. Tụi mình là bạn á. Tại đó giờ em đâu có bạn để trò chuyện đâu. Nhờ anh á mà em mới nói được, lại còn nhớ nữa. Cho nên là em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Công chúa đừng có cảm ơn tiện nhân nhiều như vậy. Tiện nhân nhà nghèo, không có chỗ lớn để đựng. Thưa công chúa, thần sẽ tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung. Hoàng cung của vua Rồng cách đây không xa. Thần mỗi lần đi săn bắt là có hay đi ngang qua đó. Nên là bây giờ mình phải đi ngay thôi. Không là cha mẹ của công chúa lo lắng lắm luôn á. Công chúa sao vậy? Mẹ em mất rồi. Em chỉ còn cha thôi. Mà cha em không có thương em. Ta thật có lỗi với con. Công chúa, nếu ta không hà khắc, lạnh nhạt với con thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay. Ta thấy mình thật hối hận. Con đang ở đâu? Hãy mau về với Trọng. Ta hứa sẽ yêu thương con gái của Trọng. Buông tâu hoàng thượng. Có chuyện gì vậy? Công chúa đã hồi cung. Hả? Công chúa đã về à? Cho nó vào. Dạ. Cha. Cha ơi. Con. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Con đã nói được rồi hả? Dạ, con nói được rồi cha. Vậy thì tốt quá rồi. Cha xin lỗi con. Cha đã lạnh nhạt với con, làm cho con bị tổn thương.
Nhưng từ nay cha hứa, cha sẽ yêu thương cô thật nhiều để bù đắp lại cho con. Con tha lỗi cho cha nghe con. Con dạ, dạ thưa công chúa, em mời công chúa dùng cơm ạ. Dạ thưa công chúa, hoàng thượng sai em dâng cơm cho công chúa, vậy mà công chúa không nhìn tới, thế nào hoàng thượng cũng la mắng. Công chúa có thể nói cho em biết được không, vì sao người không ăn không uống? Muôn tâu bệ hạ, công chúa... Thôi, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Sao con không ăn uống gì hết vậy? Con biết ơn cha, vì cha đã chiều theo ý của con, mặc cho thiên hạ dèm pha vì điều kiện con đưa ra kỳ lạ. Nhưng đã mấy ngày nay, chàng trai mà con muốn tìm vẫn chưa thấy đến. Cha biết con là người trọng tình nghĩa, muốn tìm ân nhân ngày trước để trả ơn. Và cha tin đó là một chàng trai tốt, xứng đáng làm phò mã. Nhưng đã 10 năm trôi qua, không biết chàng trai đó có lưu lạc nơi xa xôi nào hay không nữa. Lúc đó con còn nhỏ, nên con không nhớ đường đến nhà chàng. Con cũng không biết tên chàng là gì. Những gì con biết về chàng, con đã kể cho cha nghe hết rồi. Con chỉ sợ chàng mồ côi, sống một mình trong rừng sâu, nên không biết tin gì hết. Chứ nếu như mà nghe tin con tìm chàng trai có cái lưu thần, con tin là chàng sẽ hiểu là con muốn tìm chàng. Con tin là chàng sẽ đến. Ừ. Ta đã truyền lệnh khắp thiên hạ, từ đất liền tới hải đảo, cả các nước láng giềng. Hễ ai mang chiếc lưu thần tới hội thi mà con đồng ý thì người đó sẽ được làm phò mã. Cha tin chàng trai và cái lưu có hình con chim đại bàng sẽ đến. Dạ. Giờ này mà còn ngủ được hay sao hả? Trời đất ơi, con đang ngủ cha không thấy làm sao còn hỏi. Trả lời cho cha như vậy hả? Con lớn từng tuổi này mà còn lười biếng, ham ăn ham ngủ, không chịu làm gì cả. Hồi sáng ta đi dạy vẫn còn nằm ngủ, bây giờ ta đi dạy xong đi về vẫn còn nằm ngủ là sao? Nè, ngồi dậy. Ngủ đủ chưa? Đi vô là cơm nước. Trời ơi, xíu thằng Trung về nó nấu, nãy giờ con cũng đói muốn chết rồi nè. Chí Trung nó siêng năng, nó học giỏi bao nhiêu thì con lại lười biếng ỷ lại bấy nhiêu. Cha thiệt rất là xấu hổ, tức chết đi được khi có một đứa con như con. Bây giờ tao nói bằng lời không nghe, ta sẽ dạy bằng roi. Thầy Tư ơi, có nhà không? Qua nhà tôi chút đi. Tôi đây, chú về trước đi, tôi qua liền. Cha qua bên nhà hàng xóm nha, về mà vẫn còn nằm ngủ, cha cho mấy roi đó. Lẽ nào lại có một sự trùng hợp lạ kỳ như vậy? Cáo thị dán khắp nơi, công chúa kén chồng, có chiếc lưu thần kỳ, lẽ nào công chúa lại tìm mình?
Cái lưu thì đúng là mình rồi. Và công chúa cũng đã từng chơi đùa với nó ở ngay sân nhà mình. Nhưng mà chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Biết có phải công chúa nhớ tới mình mà đi tìm hay không? Nè đệ, đệ tâm sự cái gì mà tất nghe chữ được chữ mất vậy? Nè, bây giờ đệ nghe ta nói nè, đệ kể tường tận cho ta nghe, rồi ta chỉ đường đi nước bước cho. Ở ngoài chợ, nhà vua chưa dán cáo thị, huynh có đọc hay không? Ta ngủ từ sáng tới giờ còn chưa mở mắt nữa. Mà cáo thị chuyện gì, để nói đi, ta khỏi phải ra ngoài coi. Huynh biết không, ngày xưa đệ và công chúa đã từng gặp nhau, giống như đã gặp nhau từ kiếp trước vậy đó. Và cũng nhờ đệ mà công chúa chịu nói. Sau bao nhiêu năm, bây giờ đệ có cảm giác như công chúa muốn tìm lại đệ. Đệ đi ngoài đường đệ thấy người ta dán cáo thị, tìm một người giống như đệ ngày xưa vậy, người có một cái lưu thần kỳ. Lẽ nào công chúa đang tìm đệ? Đệ không tin chuyện đó đâu. Đệ nói thật không? Đệ cứu công chúa hả? Đệ nói thật mà huynh. À, nhờ có cái lưu mà công chúa nó lại được đó. Công chúa nó được chừng đó đó. Đệ là một kẻ nghèo hèn, làm sao xứng với công chúa chứ? Có đúng không huynh? Ta nghĩ chắc có sự trùng hợp thôi, chứ công chúa không có tìm em đâu. Với lại công chúa là lá ngọc cành vàng, biết bao nhiêu dương tôn công tử muốn cưới nàng làm vợ. Hà cớ gì nhà vua phải cho dán cáo thị để kiếm một kẻ nghèo hèn làm rể chứ? Để cùng nghĩ như huynh vậy đó. Chắc là không phải công chúa tìm đệ đâu. Thôi, đệ vào trong chép sách đây. Nhưng mà cái lưu của hình con chim đại bàng, nó còn ở nhà của đệ hay không? Còn chứ, nó vẫn còn ở sau nhà đệ. Mà huynh hỏi để làm gì? Tại huynh thấy câu chuyện của đệ nó ly kỳ quá, cho nên ta hỏi để biết đúng không? Hoàng thượng, con đã nhìn và nhớ đúng là cái lu có hình chim đại bàng này, và chàng trai đang quỳ trước mặt cha chính là người đã cứu con khi con bị lạc trong rừng lúc 8 tuổi. Con đã nhận đúng chàng trai này là ân nhân của con rồi phải không? Dạ thưa dân, con xin chọn chàng làm phò mã hả? Ta rất vui khi con đã tìm được ân nhân của mình. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai con. Tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng. Vậy thì tốt rồi. Dạ.
Dạ anh ba. Hôm nay tươi lắm này chị. Hôm nay có cá không chị? Dạ con có mà cá gì. Bà con có nghe gì chưa? Chuyện gì? Trần Lâm được làm phò mã đó. Thì không. Bữa trước vua cho gián cáo thị tìm phò mã có chiếc lưu thần, ai ngờ người đó lại là Trần Lâm. Chúc mừng thầy, con thầy được làm phò mã. Dạ, tụi tôi chúc mừng thầy Tư, có con được làm phò mã nghe. Sau này á thầy lên kinh thành được hưởng phước với con nghe. Chúc mừng thầy nha. Dạ, cảm ơn bà con. Cầu dòng nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớp. Ta không ngờ Trần Lâm lại dám làm chuyện động trời như vậy, dám mạo danh con để gạt công chúa. Thằng này thật là bất nghĩa, thật là tức chết đi được. Con không giận Trần Lâm, nhưng công chúa Ngọc Minh là một cô gái trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Con không thể để cho nàng hiểu lầm mà phải khổ cả đời như vậy. Cũng tại Trần Lâm đã lấy chiếc lưu của con làm bằng chứng, cho nên Ngọc Minh mới tin tưởng như vậy. Bởi vì cái lưu này có vẽ hình đại bàng, đó là của gia bảo, không phải ai cũng có được, nên công chúa tin lời của nó là cũng phải thôi. Bởi vậy con mới đàn ai nái. Vì con mà công chúa và nhà vua đã bị gạt. Nè, con nói vậy là có ý gì hả Chí Trung? Thầy ơi, con chỉ là đứa trẻ mồ côi, sống bơ vơ. Cũng may nhờ thầy thương tình đem về già dạy cho con chữ. Ơn thầy con không dám quên. Nhưng con xin thầy hãy cho con lên kinh thành thưa việc này cho rõ với công chúa. Bởi vì cô không muốn nàng ấy bị Trần Lâm lừa gạt. Và nhất là cô cảm thấy bất công với chính bản thân con nữa. Thầy cũng bất bình về việc làm của Trần Lâm lắm, nhưng thầy xin con nghĩ lại. Con với Trần Lâm dù gì cũng như anh em trong một nhà mà. Nếu như con vạch mặt anh con thì thế nào, nhà vua cũng sẽ xử trảm Trần Lâm vì tội phạm thượng ký quân. Thầy xin con, thầy biết Trần Lâm bất nghĩa với con, nhưng nếu con nói ra sự thật với công chúa thì Trần Lâm sẽ chết, mà thầy chỉ có mình nó là con trai duy nhất. Nếu như Chí Trung, con hiểu ý thầy chứ, Chí Trung. Xin thầy đừng lo lắng nữa. Con hứa với thầy, con sẽ không để lộ ra chân tướng của huynh ấy đâu. Nhưng con xin phép thầy cho con được đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa có được không thầy? Chí Trung à, bao nhiêu lời bộc bạch của thầy như vậy, con có giận thầy không? Dạ, con không giận thầy đâu.
Thầy cảm ơn con. Amana, con định đi đâu vậy? Dạ, hiện tại trong lòng con cảm thấy không an. Con muốn đi đâu đó cho bình tâm trở lại. Thầy biết con vì thầy mà chấp nhận thua thiệt. Thầy rất biết ơn con. Thôi thì con cứ đi đi. Đi để mà khuây khỏa. Dạ, con đa tạ thầy. Trần Lâm, chàng có sao không? Thưa công chúa. Chàng có sao không? Sao tự dưng chàng thất thần như vậy? Ta không sao. Ta chỉ bị choáng một chút thôi. Vậy chúng ta hồi cung để cho chàng nghỉ ngơi. Mời công chúa. Tại sao nó lại lên kinh thành? Có khi nó muốn tố cáo mình hay không? Công chúa, nàng đến tìm ta có chuyện gì không? Thiếp qua thăm xem chàng đã khỏe hẳn chưa. Chứ lúc trên đường đi thiếp thấy chàng xanh xao lắm. Ta khỏe rồi, cảm ơn nàng. Ta không sao cả. Hình như là chàng có chuyện gì lo lắng đúng không? Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lộn. Yến Anh! Công chúa à, chỉ vì ta mệt mỏi, ta buồn và ta thấy nhớ nhà quá. Ta nhớ cha già, cho nên ta mới cư xử như vậy. Mà nàng vừa hát bài hát gì lạ vậy? Nàng có thể hát lại cho ta nghe hay không? Chàng vừa nói là chàng nhớ cha già hả? Sao mà thiếp không nghe chàng nhắc tới? Từ ngày về trong cung, ta bận học lễ nghi trong triều, rồi cùng nàng đi diễn kiến khắp nơi, cho nên ta chưa có thời gian để nói cho nàng biết. Sao chàng lại xa lạ với bài hát này chứ? Bài hát mà ngày trước chính chàng dạy mình mà. Mình còn nhớ chàng nói chàng mồ côi. Ngay cả thái độ của chàng cũng lạ quá. Công chúa, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Chàng không khỏe nên hãy vào trong nghỉ ngơi. Thiếp xin cáo từ. Công chúa à, ta không sao cả. Công chúa cứ ở lại đây chơi với ta một lát. Thiếp xin cáo lui để cho chàng được nghỉ ngơi. Có lẽ công chúa đã có ý nghi ngờ, không loại trừ chuyện nàng gặp được Chí Trung thì mọi chuyện sẽ bị bại. Ta phải diệt trừ hậu quả mình.
Trần Lâm, huynh còn tới đây làm gì nữa? Ta đến đây để tìm đệ đó. Huynh tới đây tìm đệ để làm gì nữa? Đệ đã thấy được bộ mặt xảo quyệt của huynh. Huynh dám lợi dụng lòng tin của đệ, huynh mạo danh đệ để trục lợi cho bản thân của mình. Và dám lừa gạt cả nhà vua và công chúa nữa. Chỉ Trung à, đệ nói quá lời rồi đó. Đệ không quá lời. Nếu không nghĩ tới thầy, đệ đã vạch mặt huynh với công chúa rồi. Trời đất ơi, đệ ơi, đệ hiểu lầm ta rồi. Ta làm tất cả những chuyện này là vì đệ đó. Ta lên kinh thành cũng là vì đệ, ta vô gặp công chúa cũng là vì đệ. Cho nên á, bữa nay ta mới tới đây gặp đệ nè, gặp để báo cho đệ một tin mừng. Tin mừng? Tin mừng gì chứ? Quynh nói là Quynh lên kinh thành vì đệ là sao? Ở đây huynh đệ mình nói chuyện không tiện, mình ra chỗ khác nói. Được. Ta mạo danh đệ giờ gặp công chúa, đệ giận ta lắm có phải không? Đúng vậy, tất nhiên là phải giận. Huynh đã mạo danh đệ, nhưng mà huynh nói là đệ hiểu lầm huynh là sao? Huynh nói rõ đi. Ta xin thề với đệ, ta không có làm gì xấu cả. Đệ hiểu lầm ta rồi. Ta lấy kế này để xem công chúa Ngọc Minh có thật lòng tìm đệ không. Biết là thật rồi, ta mới chạy về cho đệ hay. Không ngờ lại gặp đệ trên kinh thành. Huynh nói vậy là sao? Đệ không hiểu. Khi biết công chúa thật sự muốn tìm đệ làm phò mã, ta đã nói thật cho công chúa biết, người công chúa muốn tìm chính là em. Ta đây chỉ là huynh của đệ mà thôi. Công chúa rất là vui mừng, bảo ta đi tìm đệ, dẫn đệ vào cung. Công chúa đang chờ. Thật vậy à? Đệ xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh. Huynh tốt với đệ như vậy mà đệ lại không biết. Không sao, chúng ta là huynh đệ mà, đúng không? Vậy là xong, không còn ai có thể đe dọa anh ta. Dạ thưa công chúa, phò mã xin ý kiến ạ. Cho chàng ta vào. Thưa dân. Công chúa, công chúa, ta nghe nói nàng muốn dời ngày thành hôn, tại sao vậy? Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu dòng. Tại sao? Tại sao nàng cứ hát bài hát này hoài vậy? Bài hát này có gì hay ho đâu. Ta hỏi nàng tại sao nàng không trả lời. Tại sao nàng lại dời ngày thành hôn? Thiếp muốn dời ngày thành hôn vì có lý do. Nhưng bây giờ thiếp phải vào cung bái kiến vua cha. Khi nào về, thiếp sẽ báo cho chàng biết. Lý do gì nàng có thể nói cho ta biết được không? Thanh Mai. Dạ.
Dạ, xin mời phò mã. Công chúa à, sao em thấy phò mã nóng tính quá à? Em vào cung thưa với cha của ta là ta có việc phải ra khỏi cung một thời gian. Ta sẽ trở về sớm. Nói cha ta đừng lo lắng mà cho người đi tìm. Thưa dân, nhưng công chúa định đi đâu vậy? Em đi nhanh rồi về thu xếp hành trang đi với ta. Thưa dân. Ta phải tự mình tìm hiểu thật hư như thế nào, vì chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời của ta. Dạ chào ông. Dạ xin chào ông. Dạ xin chào bà. Ủa, giờ này mà mấy đứa còn đi đâu vậy? Dạ thôi thôi thôi, đi vô nhà đại đi, ở ngoài lạnh lắm. Vô rồi dạ. Có gì dạ. Nói sao cũng được mà con. À, cái chàng trai này á là ông nhà tôi mới cứu hồi chiều hôm qua đó. Mới cứu được là sao hả bà? À, chuyện còn dài lắm, bây giờ cô với cháu ngồi đây đi rồi bà nói chuyện với cháu. Dạ. Nghe sao nha. Dạ. Hai cháu vô đây ngồi đi. Bà ơi, bà vô nhà lấy thêm hai cái chén hai đôi đũa ra đây. Ừ, được rồi, để tôi đi lấy. Để ông kể cho nghe chuyện làng gì nè. Hồi chiều hôm qua ông có ra bờ sông để câu cá, ông mới nhìn thấy một chàng trai bị vướng vào trong đám lục bình. Thấy chàng trai còn sống nên tôi mới cõng về nhà cứu mạng đó chứ. Ông nhà tôi á trước kia là thầy thuốc, cho nên là cũng đã chăm sóc vết thương và cho cậu ấy uống thuốc rồi. Ôi tội nghiệp cho cậu ấy quá. Cái mặt với cái tướng hiền lành như vậy đó mà không biết là đắc tội với ai mà bị người ta hãm hại đến nông nổi như vậy nữa. Sao người này lại thấy quen quen? Hình như là đã gặp ở đâu rồi á. Tội nghiệp, đi đâu mà bị người ta hại vậy không biết nữa. Thôi cũng tối rồi, ăn cơm với già này đi. Ở nhà này đơn chiếc lắm, bây giờ có mấy cháu như vậy ăn cũng vui nha. Dạ. Dạ. Hai cháu quê ở đâu? Có chuyện chi mà đi ngang qua cái làng quan vắng này vậy? Dạ, dạ thưa ông bà, hai cháu từ xa tới vì có việc đi tìm bà con. Nhưng mà lỡ đường trời tối quá nên hai cháu ghé vào xin ông bà để tá túc sớm mai khởi hành. Dạ rất mong ông bà cho phép. Tội nghiệp chưa? Như vậy là vẫn chưa tìm thấy được người thân chứ gì. Vậy hai cháu cứ ở lại đây đi, rồi từ từ đi tìm cũng được. Thôi. Dạ. Ăn đi hai cháu, khuya rồi. Dạ. Dạ. Dạ con mời ông bà. Ừ, ăn đi cháu. Dạ, ăn đi cháu. Xin mời ông bà. Dạ mời tỷ. Ông ơi, cái tay của người này qua ảnh đã cử động rồi kìa. Vậy sao? Dạ. Chắc là nhờ có con phụ ông lo cho nó đó. Chứ hổm rày á, cậu ấy cứ nhắm mắt nằm im re hả? Hy vọng là còn cứu được. Coi vậy chứ ông cũng lo. Nhưng mà đừng có cho bà già biết. Để ông cháu mình lo, chứ bà già bả lo, tội nghiệp bả lắm. Để sáng mai á, ông đi lên núi hái thêm một mớ lá thuốc. Con ở nhà giúp ông bà chăm sóc người này nha. Hình như mình có gặp người này gặp ảnh ở đâu rồi không nhớ nữa.
Chàng trai này bị thương nặng mà ông bà lại lớn tuổi, như vậy sẽ bất tiện lắm. Xin ông bà cho phép hai chị em con ở lại đây để phụ giúp ông bà. Nghe con nói ông mừng quá. Thiệt tình á, phải canh chừng chàng trai này. Ông không thể nào ra ngoài kiếm tiền được. Ông cảm ơn dì em con nghe. Anh tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi còn sống hay đã chết? Còn sống, còn thở, còn nói, chưa chết. Tôi nhớ là tôi đã chết rồi mà. Con người liền tôi xuống sông. Rồi ai cứu tôi vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nằm im, tôi đút thuốc cho uống. Anh xém chết. Nhờ có ông già đi câu cá ở bờ sông, thấy như vậy cổng về cứu cho sống. Cảm ơn đi. Thì ra là vậy hả? Cảm ơn. Cảm ơn ông già. Không phải cảm ơn. Đây. Dạ, cảm ơn ông già. Cảm ơn ở đây nữa. Đây là ai vậy? Sao ở đây? Ở xa, đi tìm người bà con, nghe nói ở làng này. Nhưng đi lạc đường, được ông bà già cho ăn cơm với lại ở nhờ. Hình như mình có gặp người này ở đâu rồi á. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa đã đi mấy ngày nay, không có tin tức gì nhắn về ạ. Đứng dậy đi. Lúc đi công chúa chỉ nói muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, chứ không nói rõ là đi đâu. Không biết có chuyện gì xảy ra với con ta nữa. Mà Khanh đã hỏi Trần Lâm chưa? Dạ thưa hoàng thượng, thần có hỏi phò mã, nhưng phò mã cũng bất ngờ vì công chúa đi không nói gì cả. Thần thấy phò mã có ý hoang mang lắm. Con gái ta thường ngày nhút nhát, vậy mà đường đột đi khỏi hoàng cung mấy ngày nay không có tin tức. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Khanh mau cho quân lính chia ra đi tìm khắp nơi cho ta. Dạ thưa dân, thần nghĩ có nàng hầu đi theo công chúa, chắc công chúa sẽ bình an trở về. Xin hoàng thượng đừng lo lắng. Ta cũng mong con gái ta bình an trở về. Chí Trung khỏe lại nhanh chóng. Vì mang ơn ông bà đã cứu mạng mình, chàng quyết định nhận ông bà lão là cha mẹ nuôi, nguyện phụng dưỡng ông bà đến trọn đời. Ông bà đã già rồi, không có con cái gì, sống hoài như vậy thì cũng buồn. Bữa nay á, trời cho có đứa con trai đẹp, nó vừa hiền lành, tử tế như vậy, còn muốn gì hơn nữa. Con đứng lên đi. Cha mẹ nhận con làm con trai có vui không? Dạ. Bà cũng vui phải không bà? Dạ vui lắm. Dạ không tin là đã có một thằng con trai. Ý, bà ơi, sao bà lại nói là dạ vui quá? Bà phải nói là mẹ vui quá mới đúng phải không bà? Đúng. Mẹ vui quá. Thật là vui mừng quá. Để cha ra sông đi bắt ít cá, về làm vài món ngon ngon để chúng ta ăn mừng. Dạ, để con đi với cha.
Thôi, con cứ ở nhà lo đi gánh nước, đầy mấy cái lu đi. Con là con trai, mọi chuyện nặng nhọc ở trong nhà từ nay con phải gánh vác đó. Dạ. Con. Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Thằng bé lên bảy. Thằng bé lên bảy. Đôi ta cùng lớn. Nàng, nàng là công chúa Ngọc Minh sao? Còn chàng chính là ân nhân năm xưa mà em đi tìm bấy lâu đúng không? Phải, chính là ta đây. Bấy lâu nay em đã cho gián cáo thị và loan truyền khắp chốn dân gian để tìm chàng. Sao chàng không tới? Sao lại có một gã tên Trần Lâm mạo nhận cùng với cái lu có hình con đại bàng khiến em ngộ nhận? Sự thể ra sao chàng hãy nói cho em rõ đi. Trần Lâm chính là con trai của thầy ta. Thầy cũng là người nuôi dưỡng đùm bọc ta từ nhỏ. Ta mang ơn thầy nhiều lắm. Khi biết Trần Lâm lén mang cái lu tới kinh thành để hưởng giàu sang phú quý, Ta đã định dạch trần cho rõ chân tướng giả mạo. Nhưng mà vì chữ ơn chữ nghĩa đối với thầy, cho nên ta đành phải ngậm tâm, mặc cho Trần Lâm tắc quái tắc quái. Chúng ta là huynh đệ mà đúng không? Đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh vì em. Tên Trần Lâm kia quá tham lam và độc ác. Xin nàng hãy tha thứ cho huynh ta. Vì thầy của ta là cha của Trần Lâm, thầy đã cưu mang dạy dỗ ta từ nhỏ, ta không bao giờ quên ơn của thầy được. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh cứ bình thân. Đội ơn hoàng thượng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con gái ta.
là công chúa Ngọc Minh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các con hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng. Tất cả im lặng, nghe hoàng thượng ban thánh chỉ. Các khanh nghe đây, người đứng bên công chúa Ngọc Minh hôm nay là Phò Mã Chí Trung, mới chính là cậu bé năm xưa đã cứu con gái ta. Chính chàng trai này là chủ nhân chiếc lu có hình con chim đại bàng, và dạy cho công chúa hát bài đồng dao, làm cho công chúa biết nói trở lại. Trần Lâm, quỳ xuống. Quỳ xuống. Tên Trần Lâm là một kẻ gian xảo, dám mạo danh Chí Trung hiền lành. Chưa hết, chỉ vì tham lam ích kỷ mà ngươi còn nhẫn tâm tàn độc, đã ra tay sát hại Chí Trung, nên Trần Lâm bị trừng trị lưu đày biệt xứ. Hoàng thượng, quan cho thần quá. Con xin bệ hạ tha tội cho Trần Lâm. Dù gì huynh ấy cũng là con của thầy con, là người ơn của con. Thưa bệ hạ, lòng tốt và sự nhân hậu của Chí Trung đã làm cho ta xúc động, nhưng không thể tha thứ cho kẻ ác tâm giết người. Mai là Ngọc Minh tìm được con, và con được ông bà kia cứu sống. Nếu không thì con đã chết dưới tay của hắn rồi. Ta ra lệnh đưa Trần Lâm đi xa, để lưu đày biệt xứ, làm gương cho mọi người. Có như vậy mới công bằng cho đất nước, cho mọi người. Lính đâu? Dạ. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội. Gặp mình, con qua đây. Dạ. Từ đây về sau, chúng con hãy yêu thương nhau và hãy sống hạnh phúc bên nhau. Cha rất mừng có được đứa con rể như con. Cha chúc hai con sống thật hạnh phúc.